mình sẽ tới Preston Hall và mình sẽ tham gia một số cái khu vực bán đồ chơi dành cho con nít. Ví dụ như là Robin hoặc là Climbing Rope. Bây giờ chúng ta hãy cùng vô trong nha. Chloe ơi, are you ready? Yes. Ok, chúng ta đi thôi nào. Robby ở đâu? Nè, mình đi vô cổng. Đầu tiên là mình đi vô cổng bên đây. Đi vô cổng dạ, bên đó quá, hả? Các bạn ơi, chúng ta đi nhanh lên nha. Nhanh lên. Đi qua đây. Chạy đua. Ê, từ từ. Đi vô thôi. Thôi đi từ từ thôi. Wow, quá trời đồ luôn. Đồ quá trời luôn á. Này có đồ mấy bạn. Giờ mình đi thang máy lên lầu trên đi. Lầu trên cái gì? Cái... lên trên đây nè. Rồi đây. Robin. 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 Rồi bây giờ mình đi lên tất cả các tầng của Robin. Robin, Robin. Sẽ có từ tầng G 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Rồi Robin ở tầng G thì chủ yếu mình sẽ bán mỹ phẩm. Quá trời các hãng mỹ phẩm luôn. Quá trời luôn. Đây mình sẽ thấy Robin nó sẽ có 4 tầng. Hiện giờ mình là mình đang ở tầng G. Tầng G thì bán nước hoa mỹ phẩm đồng hồ. Bây giờ chúng ta đi lên tầng 2 để coi ở đó họ sẽ bán cái gì nha. Ok, đi thang này. Đi thang này, đi thang này. Cậu không có sợ. Đây đây nha. Đúng rồi. Hi, hello các bạn đi. Hello các bạn. Giờ ở thang máy nha. Cẩn thận nha. Anh cẩn thận mấy bạn ơi. Cẩn thận cẩn. Mẹ mẹ cẩn thận. Từ từ, từ từ. Mẹ cẩn thận. Ok. Từ từ, từ từ. Rồi chúng ta qua Robin tầng 2. Thôi ơi, đi. Wow, gì đây? Cái này nước colorful rainbow. Đi. Robin. Robin. Thôi ơi, có nhiều hãng giày nổi tiếng quá trời kìa, dành cho con nít kìa. Crocs dành cho con nít kìa. Crocs hả? Ừ. Nè. Tư tư. R. Rồi C. Thôi S. Thôi ơi, giờ mình đi lên tầng 3 đi, tầng 3 có nhiều cái thú vị hơn á. Ồ. Đi. Tầng 3.
chó trên đó kìa. Đúng rồi. Mẹ đi lâu quá nha, mình đi trước á. Từ từ té. Cẩn thận, khơi cẩn thận. Từ từ. Mẹ lâu quá nha, đó nè. À rồi, con yêu kêu đợi mẹ. Như đây nè. Ôi, đi đường này gần hơn nè. Nắm tay chặt quá. Nắm tay chặt quá. Nè. Đúng rồi. Tiến sát vô. Thôi đừng có đụng vô đó. Ok. Mẹ qua đây. Ruby. Yeah. Kế đằng kia có Ruby nữa. Thôi, Ruby ở đây bán đồ quần áo không à. Bây giờ mình đi lên lầu trên luôn đi. Còn một cái nữa. Đi lên một cái nữa là tới Playground. Đúng rồi. Playground. Đi qua đây. Mua đồ chơi kìa. Ừ. Đây, đó. Mẹ đang quay, mẹ đang quay. Đi. Tượng ba này. Ruby, mà không có xài thang máy. Mẹ đi thiệt lâu quá nha. Thôi à. Mẹ mẹ, có bao chờ mẹ nữa. Chờ mẹ. Rồi rồi rồi. Bình tĩnh. Thôi bình tĩnh. Rồi mình đi qua đây. Mình đi qua đây. Robin nó nằm bên đây. Trời ơi, có quá nhiều đồ chơi luôn kìa. Quá nhiều đồ chơi. Wow. Wow. Đi. Đi qua đây. Ôi xanh. Robin. Có nhiều đồ chơi trong đó. Không có nhiều đồ chơi luôn. À. Có nhiều đồ chơi trong đó. Thôi đi. Đó. Đây thôi. Đồ chơi quá trời. Chỗ này Daddy hay dẫn Khôi đi mua đồ đúng không? Wow. Wow. Cool. Có nhiều đồ chơi quá trời luôn. Đây các bạn ơi, ở đây là Robin tầng 4. Và nó sẽ bán trang phục của em bé. Rồi đồ chơi nè, như các bạn thấy ở đây nữa ha. Mình sẽ có rất là nhiều cái nhãn hiệu khác nhau. Ví dụ như là Funnyland hoặc là Lego như mình thấy ở đằng kia ha. Rồi ở phía xa xa đằng kia sẽ là khu playground dành cho con nít. Con với con nít. Trời Khôi ơi. Rabbit house. Rabbit house. Nhà của thỏ nè. Nè, nhà của thỏ luôn nè. Wow. Dễ thương quá. Đi thôi đi thôi. Thôi đi. Và giờ Khôi muốn coi gì nè. Khôi thích gì? Ui cái này giống như cái vali ở nhà mình quá nhở. Cái này nè. Thì giống cái vali ở nhà mình. Nó giống mà. Ừ. Đi Khôi ơi. Khôi đi. Wow, có nhiều mặt hàng đang giảm giá quá. Chắc tại ngày lễ 30 tháng 4 mỗi tháng 5. Ê, đi Khôi ơi. Paper Pig. Paper Pig đâu? Ở đằng kia. Ôi đây, quả trứng. Cái này giống nấu trứng cỡ mẹ. Wow, Khôi ơi.
trứng này bự quá nè. Cái trứng này bự gấp đôi cái trứng hôm bữa mình quay luôn. Nè thôi, nhìn nè, bự quá trời luôn. Rồi thôi, mình đi chỗ khác đi. Nè Malapony này, Malapony. Rồi thích gì? Malapony. Đâu? Pony. Sao mà không hiểu sao mấy đứa con nít nó thích pony? Con thích pony, con pony. Đi thôi ơi. Ôi, ở trên đây là mini pony, ở dưới đây là con pony bình thường. À, cho mà ăn con mini pony đi. Ấy. Không. À. Đi mò. Dạ. Nè nhìn đi. Wow. Khôi thích pony lắm mấy bạn ơi. Nè ở trong đây có mấy con little pony nè. Đúng không Khôi? Thôi không tháo ra được, người ta ấy lại rồi. Ấy lại rồi hả? Ừ. Sao tháo qua được? Rồi thôi đi xuống đi coi tiếp. Đi coi tiếp mấy cái khác. Đi. Cool. Wow, cái này. Này là cái gì đây? Nước. Thôi, đi coi rồi. Wow, cái nhiều xe điều khiển quá nè. Coi, xe này giống xe nhà mình nè. Ủa không có đâu. Thì nó cũng màu đỏ mà. Cóp ơi đi. Ơi. Cóp ơi đây. Ok. Đi. Đi đâu? Bây giờ mình đi đâu? Trời ơi. Đây. Ừ. Wow. Cái này người ta gọi là quả trứng quyền năng. Quyền năng. Nó sẽ có rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu, có màu vàng, có màu xanh nè. À màu tím. Có màu tím nè. À nó có màu orange. Hey, orange. Thôi được rồi Khôi ơi, mình có mang theo. Ê. Mình có mang rồi. Giờ Khôi bỏ bỏ lại cho anh ta đi. Rồi, bỏ cái đó vô đây. Rồi, cất lên nha. Lát nữa mình lấy cho mình chơi. Coi hát hơn. Cái gì ở trên đó kìa, My Little Pony. Ừ, My Little Pony. Ây. Mà Fluttershy, Rainbow Dash, Rainbow Dash, Rarity, Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack. Wow. Hay quá vậy ta, sao rành dữ vậy ta. Thôi à, nó có mấy cái máy làm bánh dễ thương quá nè. Làm kem. Ừ, cái này làm bánh nè. Mày móc kia để đi mua cái này đi. Mua này về làm bánh. Có muốn làm bánh này, kem, có muốn kem. Rồi. Con muốn mua. Ôi cái nhà của búp bê nữa kìa. Con muốn mua, con muốn mua. Không, mua đi. Chừng nào mình đi với Daddy á, mình kêu Daddy mua cái này nha. Nhớ nha, nhớ dẫn Daddy đi đến đây. Em mời cô con mua đi mà. Thôi giờ mình đi ra ngoài này. Thôi à. Ra. Ừ ok, lát nữa mình quay lại nha. Giờ mình đi ra ngoài, mình đi qua đây đi. Thôi. Peppa Pig. Thôi. Peppa Pig. Lát quay lại. Nhìn nè. Peppa Pig cleaner. I want. Thôi à. Con muốn mua đồ cho. Rồi, xí nữa quay lại. Đi thôi. Nó đừng kéo mình. Nó đừng kéo mình. Giờ
giờ đi qua cái khu playground kìa. Con qua thích khu playground thôi. Con thích khu playground. Khơi bị mê mẩn ở trong đây rồi. Trong đây có quá trời đồ chơi luôn. Khơi ở trong đây có nhiều đồ chơi đúng không? Có nhiều đồ chơi. Wow, có mấy chiếc xe đạp nhỏ xíu dễ thương quá nè. Nhưng mà con muốn đi đằng kia kìa. Ôi ôi. Stop, quýt chặt. Không có vô được. Trời, cái gì ta? À, cái này là đua xe á. Đua xe cái gì? Chết rồi, cái ghế này nó nhỏ quá, có ngồi cũng vừa. Mình có dừa. Thôi ngồi đi. Có dừa. À, ở đây nó sẽ có trò chơi nè. Cho em bé chơi nè, quá trời luôn. Ôi, cái ghế này nó thấp so với đuôi quá ha. Nó thấp à. Nhưng mà cũng lấy được. Ừ. Nè, có mấy cái này để in hình nè thôi. Đúng rồi. Ở cái này làm kem. Play-Doh nè, Play-Doh. Cái này chán quá, bây giờ thôi mình đi. Bếp. Sao? Cất cất đẩy ghế vô. Đẩy ghế vô. Rồi đi. Nhưng mà con muốn chơi ở trong đó. Đi. Hộp màu xanh với cái đầm của Huy nè. Rồi đi lên lầu trên. Giờ mình đi lên lầu trên. Trong tuần và 140 vào ngày cuối tuần.
Thì đó, nếu mà có dịp thì các bạn cứ dẫn các bé tới đây chơi thì ở đây rất là vui và rất là thích hợp dành cho con nít để vui chơi. Rồi bây giờ mình đi tiếp qua chỗ bên đây. Thôi ơi, đi thôi. Đi. Ơi. Búp bê đâu rồi? Đi qua đây nè, cái khu nhưng mà búp bê chơi đằng kia. Không, cái đó mình quay rồi, giờ mình đi quay qua đây. Đây là một con búp bê trong đó. Wow, có mấy cái khinh khí cầu kìa. Có người ta chơi lên đó đó. Wow, có cái khinh khí cầu đằng kia kìa. Ôi, có trà sữa nữa. Ôi, hai đứa mình vô đây ngồi được không? Chụp hình coi, chụp hình coi. Wow, cái khinh khí cầu. Có bay lên được không? Có bay lên được không hả? Thôi, mình đi kiếm chỗ khác chơi đi. Ê, bên đây. Wow. Wow, bên đây có nhiều cái để chơi lắm nè, Khôi ơi. Nhiều cái gì? Đi qua đây. Người ta lên làm gì đó đó vậy? Người ta... cái chỗ này là để leo núi. Leo núi hả? Các bạn ơi, các bạn có thấy cái hình ảnh gì không? Hình ảnh này sẽ là một cái khu vực để dành cho các bạn thích leo trèo. Con thích leo trèo. Khôi có thích leo trèo không? Con thích. Con thích leo trèo, anh nó tuốt ở trên đó luôn. Wow. Con muốn đeo leo trèo. Các bạn ơi, đây là khu rock climbing. Hiện giờ thì nó đang trong quá trình xây dựng và nó sẽ hoàn thành trong thời gian sắp tới. Thì mình hy vọng là khi mà nó hoàn thành xong hết rồi á, thì tất cả chúng ta có thể cùng đến đây để leo núi. Ha Khôi ha. Leo cái gì? Khi nào mà cái chỗ này nó xây xong thì mình sẽ vô đây chơi, mình sẽ leo núi, leo những cái bậc giống như vậy nè. Khôi thích không? Rồi, thôi hôm nay thì coi như là mình đã đi tham quan hết tất cả các cửa hàng của Robin. Bây giờ mệt quá rồi, Khôi ơi, Khôi có mệt không? Khôi không mệt, nhưng mà Cúc mệt. Thôi, bây giờ mình đi kiếm chỗ nào mình uống nước nha. Mình nghỉ ngơi nha. Không uống nước luôn. Rồi vậy thôi, cho một order một phần nước cho Cúc thôi. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới đất nha. Mình đi xuống dưới tầng G. Người ở trên đây cao quá đen. Ở trên đây cao quá đây. Mình cao quá đây. Rồi đi xuống. Nè có chỗ kìa. À, ở đây hả? Ở đây là e-coffee. Ai uống coffee không? Ông uống coffee. Bà uống coffee. Khôi có uống không? Yes. Rồi, 1, 2. Khôi giơ tay chào mấy bạn đi. Chào mấy bạn ở đâu? Đó. Camera chào mấy bạn. Rồi đi nè. Cho mẹ. Rồi đi qua đây. Đi tiếp qua đây. Khôi à. Đi. Ôi lại là một cái khinh khí cầu khác nữa kìa. Nè cầm đi. Khôi ơi. Khôi, đi qua đây. Có muốn kem ở đằng kia. Có muốn Khôi. Kem ở đằng kia. Quá. Wow. Giống như cái đầm của Khôi vậy đó. Nè. Trời, đứng vô cho Cúc coi. Rồi. Đẹp không? Đẹp. Thôi đi. Mình đi xuống dưới. Đẹp chú. Wow. Nó đổi màu. Thôi ơi, đi. Anh
chút to ra. Cái đó thôi thôi đi coi vậy. Đấy, 2, 3. Tự đây phải không? Ui té thấy chưa, vịnh tay cút hết rồi, hết đi thang rồi, hết đi thang. Ừ nhưng còn nè, thôi cầm đây. Từ từ. Rồi. Mình đi qua đây đi coi nha. Thôi à, mình đi qua đây.
Đi, Khôi Y ơi, đợi Cúc. Hãy theo chân Cúc và Khôi Y vô copy bin nha. Cuối cùng là mình đã được đến nơi rồi. Bây giờ mình enjoy coffee thế nào? Các bạn ơi, hôm nay buổi review về Robin tại Crescent Mall đã kết thúc rồi. Thôi ơi, chào các bạn đi. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Tuần sau nha. Tuần sau nha. Các bạn hãy like, share và subscribe để Cúc và Chloe có động lực để làm thêm những các clip mới nha. Xin chào các bạn.